Hello, chào các bác. Hôm nay em lại lên cho các bác máy chiếu Mitsubishi. Đó, máy trắng muốt rất đẹp, mã đây, X220. Đó, con này ngoại hình còn 99%, không xước xát gì cả. Đó. Đấy. Máy chạy DOB, cổng kết nối. Con này thì không có cổng HDMI, nhưng mà sẽ được tặng một cổng chuyển đổi từ VGA sang HDMI. Máy Nhật rất đẹp đây, mặt sau đây. Đó. Đấy, chi tiết cổng kết nối đây, VGA out, in hai cổng. Đây là em đang cắm vào cái cổng chuyển đổi từ HDMI sang VGA. Đấy. Cổng ốc vẫn còn mới. Đây, để cắm jack ra loa. Cổng chuyển đổi nó sẽ có một cái cắm ra loa thì các bác sẽ cắm vào, loa sẽ ra. Đây. Đây, zoom với cả focus đây. Đây, em chiếu trong môi trường rất nhiều ánh sáng. Đó, máy lên rất sáng, rất đẹp. Độ phân giải con này là 1024 x 768. Độ sáng là 3.000 ansi lumen. Rất đẹp. Mitsu rất là tươi. Đây, sẽ mở video cho các bác xem. Đó, một cái video thời sự đi. Rồi, các bác thấy hình ảnh rất là đẹp, rất là rõ. Ok, các bác nào lấy con máy này thì cứ liên hệ với em sẽ để số điện thoại ở bên dưới. Rồi các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới nhất của em. Đó, máy mới chạy có 795 giờ thôi. Rồi, em chào tất cả các bác.